Mở ngay quan nhân tinh xuân nhỉ? Vâng. Được. Có địa chỉ mua gà uy tín. Là em là tín đồ gà đấy. Nên là đi đam mê gà. Bà con là đâu? Anh không có gà mới là đồ bếp phụ này. Là... này là bán cho ăn thử một lần đi. Không, nhưng mà ngon thật mọi người ạ. Ngon thẳng đi. Chán cả cái tai này. Ừ. Tai nó đào. Cả con đào nó uống hai quả đào thôi. Đây, quả đào. Tai, bây giờ chị phải hiểu vấn đề, em đã làm cầu bếp 20 năm rồi. Ừ, đúng quay phim nghiệp. Cái vị của nó rất được. Rồi, đúng là em là cái kiểu mình thế này nó kế sinh nhai rồi. Ừ. Nên làm là nó bám theo. Rồi. Nhà cái cũng ra mà bọn em ăn đấy, ăn bóng đây. Vâng. Cô ra anh là đối với vậy. Cô ra là anh với cả Hà Linh, với cả anh Nam Phong là mở chung 8 năm nay rồi. Ủa đâu? Giờ anh lo toàn bộ về sao? Vẫn là cái ngon mà. Ok. Hoa bọ thì còn cùng ăn. Không, bao cả. Con đi tấu. Rồi. 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 Mọi người đi ăn thử lần nhé, cảm ơn tất cả mọi người.